xin chào quý vị và các bạn à, nhắc đến dòng loa uh, lâu đời nhất Anh Quốc thì không thể không nhắc tới dòng loa Selection. Uh, Selection là một trong những cái thương hiệu uh, cũng không phải là lâu đời nhất nhưng mà nó cũng thuộc tốt những cái thương hiệu audio uh, hàng đầu của Anh Quốc uh, mà nhắc đến Selection thì chúng ta không thể không nhắc đến cái series Dittern. Uh, Ditton là một trong những cái series thành công nhất của Selection Khi uh, uh, hãng bắt đầu sản xuất cái series Ditton Thì nó có rất nhiều các cái model Ditton uh, Ditton điển hình Nếu nhắc đến cái series Ditton thì điển hình là những cái cái uh, cặp chủ đạo như uh, sau uh, Ditton 15 Ditton uh, 22, Ditton 33, Ditton 25 đi tên 44 đi 66 và đỉnh cao nhất là đi tên 88 thì đến hiện nay đi 88 nó vẫn có một cái mức giá rất là khủng khiếp trên dưới 100 triệu và rất nhiều audio file mong muốn là sở hữu và chinh phục được cái cặp loa đó nhưng đó là một cái cặp loa rất là khó trị ạ nó hiếm nó hay nhưng mà để khai thác được nó tuyệt đối thì rất là khó nhắc đến Selection không thể không nhắc tới Ditton Nhắc tới Ditton thì không thể không nhắc tới Ditton 15 Mà nhắc tới loa bookshelf thì không thể không nhắc tới Ditton 15 Đó. Uh, Loa Ditton 15 thậm chí là những cái uh, Khi mà mới ra đời thì uh, được rất nhiều các cái tạp chí audio khen ngợi Thậm chí là họ còn đánh giá là một trong những cặp loa bookshelf đáng chơi nhất thời bấy giờ Đúng không ạ? Uh, bởi vì nó Uh, có một cái nền âm rất rất là 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 êm ái mượt mà và rất là ngọt ngào những cái dòng nhạc đồng quê hay là những cái dòng nhạc trữ tình những dòng nhạc vô cổ hay những cái uh, chơi thiên về trung âm thì không thể không nhắc tới đi tên và không thể không nhắc tới đi mười 15 nếu chúng ta chơi bookshelf xe uh, đi tên 15 thì nó cũng có rất nhiều đời ạ ở đi tên 15 đời đầu đời chung đời chót và đời đời cao nhất đời mới nhất là đi tên 15 xr đang ở trước mặt của quý vị đây đó. ở đi tên 15 xr là cái biến thể cuối cùng sau đó thì hãng không còn sản xuất cái 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 dòng này nữa bởi vì nó đã quá thành công rồi cái gì thì thành công thì người ta cũng chỉ để cho nó ở trên đỉnh thôi chứ làm lên quá thì nó sẽ thành tụt xuống dốc. Nó cũng là một trong những cái triết lý kinh triết lý sản xuất của rất nhiều các hãng. Ờ uh, Selection Diter 15XR thì nói cũng không phải nói quá khen đâu nhưng mà với cái tầm tiền em nghĩ là là uh, cái cặp này Sau em đang bán giá là 10 triệu. Diter 15XR là bản cuối cùng, bản cao nhất của cái series 10 mà uh, series Diter 15. Ờ uh, uh, cái tầm cỡ 10 triệu thì em nghĩ là thời điểm hiện nay 10 triệu kiếm được một cặp loa hay thì nó cũng khá là khó nếu như chúng ta chơi những cặp loa nhật thì em nghĩ là có thể còn những cặp loa mỹ mà loa anh Đồ châu âu ấy, thì khá là khó để kiếm được một cặp loa giá 10 triệu mà nghe tốt đúng không thì cái cặp Dieter 15 này nó mới gọi là đáng giá hay trong tổng tiền ở mức giá 10 triệu. Đó. À, cặp này thì em cũng giới thiệu rất nhiều rồi. Nói chung đây là một cặp loa rất hợp lý trong tầm tiền giá 10 triệu Đúng không? À, Chúng ta nhìn nó nhỏ nhắn xinh xắn như này thôi, nhưng mà bây giờ em sẽ đưa ra cái thông số mà nhà sản xuất công bố ấy, thì chắc chắn là nhiều anh em cũng sẽ thích ngay. Bởi vì nó sao? Bởi vì rất là dễ đánh và cái thông số của nó cũng rất là tuyệt vời. Với mức giá 10 triệu thì em nghĩ là nó 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 quá ổn trong tầm tiền đấy. À, cặp loa này thì nó có công suất là từ 10 đến 60W như vậy là chúng ta những âm ly uh, phèn phèn hơn chục watt là đánh tốt rồi đúng không ạ 10 đến 60 watt thì em nghĩ là quá là dễ đánh rồi kể cả ngay cả một cái thớt dàn mini là đánh cũng đã tốt rồi em nghĩ là như vậy và em cũng đã ghép rất nhiều cái âm ly uh, công suất lớn quá thì lại không hay đó mà ghép những cái âm ly lắc nó chỉ đâu đó khoảng 3 15 đến hai uh, 2 hơn 22 30 w thôi thì đánh lại rất tốt bát xuống rất hay còn đánh những âm ly khỏe quá thì nó lại không 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 thực sự là hay lắm đó đó là kinh nghiệm của em ghép với dòng loa Dieter này à, công suất từ 10 đến 60 w trở kháng là 8 ohm và có một cái độ nhạy cũng khá là tốt là 90 db đúng không? em nghĩ là một cái mức công suất như vậy mà độ nhạy 90 thì rất là dễ khai thác rồi đó à, còn có một cái này nữa nó mới thú vị này cái tần số của nó ấy, thì hãng đưa ra là từ 30 đến 20.000 đúng không ạ 30 thì tất cả những cái loa to mà mà khủng bố thì trầm mà xuống 30 thì em nghĩ là cũng là, cũng khá là hiếm đấy mà cái cặp này trầm lại xuống được tới 30 mươi đó mới là cái hay đúng không ạ à, chúng ta nhìn nó nhỏ nhắn dinh sắn này thôi nhưng uh, uh, lát nữa thôi em sẽ test một vài cái bài nhạc chúng ta sẽ nhiều bác nếu những bác nào chưa trải nghiệm thì em nghĩ là sẽ khá là bất ngờ với cặp loa đi 15 mười lăm đúng này cái cặp loa này thì uh, về tại shop em nó cũng còn rất là đẹp căng uh, căng đẹp mặt đẹp hình thức đẹp loa jean đúng không? còn đều uh, nói chung là là với một cái mức giá này thì em nghĩ là nó là cũng là đáng chơi đúng không? anh em uh, nào mà đang uh, uh, nghỉ ngơi mùa covid này mà ở phòng ngủ đang cần một cái gì đó du dương nhẹ nhàng cái phòng làm việc ở nhà mùa này chúng ta toàn làm việc ở ở nhà hay làm việc qua online mà, qua máy tính cho nên là nhiều khi muốn thư giãn thì làm một cái bộ nho nhỏ, nhỏ phòng làm việc. thì Em nghĩ đó là một cái rất hay. Đúng không? Chúng ta thư giãn sau những cái giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng. đó ở Những cái này thì nó chơi ở những cái căn phòng khoảng độ dưới 20-25 mét thì em nghĩ là rất là ok. Còn rộng quá thì chúng ta nên chơi, chọn cái loa nó 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 công suất lớn hơn một chút chứ còn đi tên này thì những anh em nào mà thích chơi mạnh bạo hay là thích đánh kiểu nhạc sàn hay là những cái nhà mà mà công suất lớn thì em nghĩ là không nên chơi đâu bởi vì đây nó là một cái lòng dòng loa uh, nhẹ chơi nhạc trữ tình những anh em nào thích chơi nhạc trữ tình những anh em nào thích tình cảm ngọt ngào êm ái nhạc không lời hay là những cái nhạc tỉa tót dây bộ dây các thứ thì thì em nghĩ là đây là một cái cặp loa rất là hay anh em nào mà có nhu cầu thì À, sau khi nghe em test xong ấy, mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em ngay để sở hữu cho mình cặp loa này rất là đáng chơi ở tầm tiền nói chung là nó cũng rất vừa tiền chúng ta không phải là đầu tư quá nhiều chi phí vào mà để phải đắn đo về nó cả 10 triệu thì em nghĩ là là nó cũng rất là hợp lý thôi anh em nào nhiệt tình thì em sẽ bớt cái mức giá hợp lý nhất để anh em chơi Đó. bây giờ em sẽ xoay một vài hướng để chúng ta xem qua cái 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 các cái góc cạnh của nó đúng không ạ cặp này thì còn đẹp lắm đấy vần gỗ nổi cuộn cuộn luôn 8 ôm nó nhìn này. sướng cái là những cái hàng bãi thì toàn là made in là, là xịt luôn chứ không không đúng không ạ này made in anh lần này tám ôm này Đó. cái này dính băng keo thì em tẩy đi hết rồi quay qua một vài góc cạnh để anh em cùng xem nhé cảm ơn rất đẹp luôn đẹp mà giá lại còn hợp lý chứ này ok đó. trên đây là cái cặp loa selection đi 15 anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em ngay nhé xin cảm ơn anh em đã theo dõi